Chiều qua, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị vinh danh tổ chức cá nhân thực hiện tốt chính sách thuế năm 2022. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Năm 2022, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đã kịp thời triển khai các gói chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân như gia hạn miễn giảm thuế, qua đó giúp người nộp thuế dần hồi phục và ổn định phát triển kinh tế. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 là 18.700 tỷ đồng, đạt 123,8% dự toán trung ương giao và bằng 105,7% so với cùng kỳ. 6 tháng đầu năm 2023, tổng thu ngân sách của thành phố là 8.642,6 tỷ đồng, đạt 46,9% dự toán, bằng 80,2% so với cùng kỳ. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thành phố, đóng góp tích cực cho ngân sách thành phố thời gian qua đồng thời hoan nghênh ngành thuế thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi kịp thời lắng nghe nắm bắt và tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đồng hành hỗ trợ nhằm giúp người nộp thuế chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế Tại hội nghị, có 3 doanh nghiệp được nhận bằng khen năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, bảy doanh nghiệp được nhận giấy khen của Tổng cục Thuế. Đồng thời, Cục Thuế tặng giấy khen cho 72 tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân. Đây là 82 tổ chức cá nhân và hộ kinh doanh tiêu biểu thực hiện tốt chính sách về thuế, đóng góp to lớn vào sự phát triển của thành phố Đà Nẵng trong năm 2022.